Thời gian qua, làng game PC cũng như console đã chứng kiến sự thống trị gần như tuyệt đối của Resident Evil, đặc biệt là sau sự trở lại làm mưa làm gió với phiên bản thứ 8 mang tên Âm Binh Thôn Làng. Mà sao dịch sang tiếng Việt thế nó phàn ghê ta. Tuy nhiên, với các game thủ kỳ cựu, thực tế vẫn còn nhiều cái tên ấn tượng trong thể loại kinh dị, vốn không hề thua kém Resident Evil, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà chúng không thể đạt được sự thành công như vậy. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng một game điểm qua những cái tên như vậy và biết đâu bạn có thể tìm ra chân ái mới để có thể giải trí giữa tình hình dịch bệnh căng thẳng này. Thêm một lưu ý nhỏ là danh sách dưới đây sẽ không đề cập đến những con game đã quá quen thuộc như Silent Hills hay Outlast đâu nha các bạn. Daymare 1998 ra mắt 2019. Thôi lại game kinh dị sinh tồn luôn có sức hấp dẫn rất đặc biệt đối với phần đông game thủ. Do đó kể cả một tựa game indie có chút nghèo nàn như Daymare 1998 cũng có thể nhận được rất nhiều sự tán thưởng, nhất là khi lối chơi của nó có nhiều nét tương đồng với phong cách của Resident Evil. Đặc biệt có thể coi đây là một bản sao đổ nghèo khỉ đến từ Resident Evil 2 Remake cũng đúng. Do sự hạn chế về kinh phí của studio, ngay từ cốt truyện Daymare 1998, game thủ đã có thể thấy trò chơi đi theo mô típ khá là quen thuộc. Một trạm nghiên cứu bí mật có tên là Aegis đột nhiên phát sinh những biến cố bất ngờ với các mẫu vật đột biến được thoát ra ngoài và bắt đầu tàn sát những nhân viên tại đây. Trong nỗ lực sinh tồn, những người may mắn sống sót đã gửi một tín hiệu tới trụ sở chính để báo cáo lại tình hình. Nhưng thay vì cử các đội đặc nhiệm tới để ứng cứu thì tất cả những gì mà Aegis nhận được lại là một đám lính đánh thuê có nhiệm vụ thu hồi thành phẩm nghiên cứu cũng như giết chết hết tất cả những ai còn sống sót để bịt đầu mối. Một số game thủ khó tính có thể chê trách Daymare 1998 bởi vì sự thiếu sáng tạo và copy hơi lộ liễu từ các bậc tiền bối, nhưng mà nếu bỏ qua được vụ này thì trò chơi cũng đáng để tham khảo với mức giá hữu nghị. Tuy vậy, do chỉ là một game indie với kinh phí hạn chế nên chúng ta cũng không thể đòi hỏi game này nó quá hoành tráng như mấy game bom tấn như là Resident Evil 2 Remake được. Nhìn chung thì Daymare 1998 là một game kinh dị sinh tồn khá hay, mặc dù ý tưởng không mới nhưng cách nó triển khai và đem lại cảm giác quen thuộc từ Resident Evil lại rất đáng khen ngợi. Và nếu như bạn tìm kiếm một thứ gì đó để đổi gió thì Daymare 1998 chắc chắn sẽ là một lựa chọn không tệ chút nào đâu. You sit there. All lady like to keep that immaculate uniform or spick and span while real soldiers go into battle. Metro Exodus 2019. Metro là dòng game hành động sinh tồn bắn súng kết hợp với nhiều yếu tố thuộc thể loại kinh dị và lấy bối cảnh hậu tận thế, thực sự đã để lại một dấu ấn khó phai trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử kể từ khi phát hành lần đầu tiên vào năm 2010. Và để tiếp nối những thành công mà đàn anh đã để lại vào năm 2019, nhà phát triển 4A Games đã cho ra mắt Metro Exodus cũng như mang đến cho fan hâm mộ gạo cội nhiều trải nghiệm độc đáo và hoàn toàn mới mẻ. Một điểm cộng lớn của phần game này chính là việc bối cảnh của trò chơi giờ đây không còn là những đường hầm tăm tối dưới lòng đất như hai phần trước đó, Metro 2033 và Metro Last Light, mà người chơi sẽ có cơ hội được di chuyển lên trên mặt đất để ngắm nhìn vẻ đẹp huyền ảo của một thế giới đã suy tàn, không biết từ bao giờ. Một thế giới mà giờ đây bị bao trùm bởi những mảng tuyết trắng xóa, cùng với đó là những tàn tích của một nền văn minh đã bị hủy hoại bởi chiến tranh. Tuy rằng những quyết định thay đổi nền tảng phát hành của 4A Games từ Steam lên Epic Games đã khiến cho không ít game thủ cảm thấy khá là bức xúc, song không ai có thể chối bỏ rằng đây là một trong những tựa game FPS đáng chơi nhất trong suốt 5 năm đổ lại, thậm chí là trò chơi còn nhận được sự ủng hộ từ chính cộng đồng người hâm mộ của dòng game Resident Evil đình đám. Tuy được thiết kế để trở thành một game bắn súng góc nhìn thứ nhất, song Metro Exodus lại mang cho người chơi rất nhiều thử thách và vô vàn những khó khăn xuyên suốt quá trình trải nghiệm, chẳng hạn như là hệ thống kẻ thù vô cùng nguy hiểm, đạn dược và nhu yếu phẩm cực kỳ là khan hiếm, buộc lòng chúng ta phải tìm đủ mọi cách để hạn chế giao tranh cũng như tiết kiệm hết mức có thể số lượng tài nguyên mà mình đang sở hữu. Dying Light 2015. Dying Light là một trong những tựa game tâm huyết nhất của nhà phát triển Techland, cha đẻ của loạt game chặt chém Zombie Dead Island nổi tiếng, và kể từ khi ra mắt đã tạo nên tiếng vang cho ngành công nghiệp game trên toàn thế giới. Về cơ bản, rất khó để có thể so sánh Dying Light với hai phần Resident Evil 7 Biohazard và Resident Evil Village bởi chúng không được phát hành vào cùng một thời điểm. Nhưng suy cho cùng thì cả ba đều là những siêu phẩm game zombie vì chúng sở hữu khá nhiều yếu tố vô cùng hấp dẫn, khiến cho người hâm mộ của thể loại game kinh dị sinh tồn, trong đó có cả mọt tui, cảm thấy cực kỳ thích thú. Có thể liệt kê từ cốt truyện có chiều sâu nè, cho đến lối chơi bắn súng chặt chém siêu kinh điển. Tuy nhiên, khi nhìn ở một góc độ nào đó, điểm nổi bật nhất đã khiến cho Dying Light trở thành một trong những cái tên có thể sánh bước cùng với series Resident Evil. Đó chính là khả năng bay nhảy vượt chướng ngại vật của bộ môn thể thao parkour. Cơ chế này dường như được lấy cảm hứng từ phong cách chạy nhảy năng động của series Mirror Edge, đồng thời còn được nhà phát triển Techland tối ưu hóa nhằm mục đích giúp cho game thủ có thể dễ dàng làm quen hơn với việc tẩu thoát và tránh né những đòn tấn công của đám zombie nguy hiểm.
Về cốt truyện, Dying Light sẽ đưa chúng ta đến với anh chàng Kyle Crane, một cựu quân nhân thuộc quân đội Hoa Kỳ được cử vào tâm dịch Harran, một thành phố giả tưởng lấy cảm hứng từ thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, để điều tra về một chủng virus quái ác có khả năng lây nhiễm và biến tất cả cư dân trở thành những thây ma hung hãn sẵn sàng tấn công bất cứ ai. Các chuyên gia lúc bấy giờ đã lấy tên của thành phố nơi bùng phát cơn dịch đầu tiên để đặt cho loại virus gây ra thảm họa này. Có ai thấy việc đặt tên này giống cái con virus nào đó đang hành hạ chúng ta mấy nay không? Chỉ sau một thời gian ngắn, loại virus này đã lây lan với tốc độ khủng khiếp và khiến cho các lực lượng cứu trợ gặp nhiều khó khăn và mất kiểm soát. Lúc này, chính phủ mới quyết định sẽ lập một bức tường khổng lồ để cô lập cả thành phố với thế giới bên ngoài. Và tiếp đến là cử các đơn vị thuộc tổ chức cứu trợ nhân đạo gọi tắt là GRE, Global Relief Effort, vào vùng dịch để thực hiện nhiệm vụ cứu trợ cũng như tiếp tế thuốc men và nhu yếu phẩm cho những người sống sót. Trong số những món hàng viện trợ có một thứ gọi là antigen, một loại thuốc kháng sinh cực kỳ quan trọng có khả năng kìm hãm sự lây lan và phát triển của virus Harran bên trong cơ thể con người. Kết cục của game như thế nào? Một tôi sẽ để câu trả lời ở phần mô tả, anh em tò mò thì nhớ click coi nha. The Evil Within 2014. The Evil Within là một dự án game kinh dị sinh tồn sử dụng góc nhìn thứ ba, khá giống với lối chơi của những tựa game Resident Evil đời đầu, được thực hiện bởi Shinji Mikami, cha đẻ của thương hiệu Resident Evil nổi tiếng và đội ngũ phát triển đầy tài năng của hãng Tango Gameworks. Kể từ thời điểm được phát hành bởi Bethesda Softworks vào ngày 14 tháng 10 năm 2014, bằng lối chơi bắn súng ở góc nhìn thứ ba cùng với những bầu không khí u tối ảm đạm, trò chơi đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của những game thủ đam mê thể loại kinh dị nói chung và fan hâm mộ gạo cội của series Resident Evil nổi riêng. Cốt truyện của The Evil Within chủ yếu xoay quanh công việc của một gã thám tử tư tên là Sebastian Castellanos. Vào một ngày nọ, trong lúc anh ta đang điều tra về một vụ giết người hàng loạt, Sebastian cùng với cộng sự của anh bỗng dưng chạm mặt với một thực thể bí ẩn. Chúng đã đánh anh bất tỉnh và giết sạch tất cả mọi người. Và sau khi tỉnh dậy, nhân vật chính của chúng ta mới phát hiện rằng bằng một cách nào đó, anh đã bị lạc trôi vào một thế giới u ám đáng sợ bao trùm bởi cái chết, đầy rẫy những nỗi kinh hoàng và tràn ngập đủ các loại sinh vật cực kỳ khủng khiếp, chẳng hạn như Reborn Laura, một yêu nữ sở hữu nhiều chi và di chuyển bằng cách bò giống như loài nhện. Loại này khá giống với The Thing ở trong bộ phim kinh dị của Mỹ. Hay là The Keeper, một tay đồ tể có đầu là một chiếc két sắt, tay cầm một chiếc búa dần thịt khổng lồ. Nhận ra rằng không còn cách nào khác, Sebastian buộc lòng phải tìm mọi cách để sinh tồn và chiến đấu để tìm đường quay trở lại với thực tại của mình. Alien Isolation 2014. Nhắc tới một trong những trò chơi kinh điển nhất thuộc thể loại kinh dị của ngành công nghiệp game hiện đại, chắc chắn không thể nào bỏ qua Alien Isolation, được phát hành đa nền tảng vào tháng 10 năm 2014. Đây là tựa game kinh dị sinh tồn được phát triển dựa trên thương hiệu phim rất nổi tiếng, đưa người chơi vào một trò mèo vờn chuột với Xenomorph, một trong những loài quái vật đáng sợ nhất thế giới game. Ngay từ khi mới ra mắt, Alien Isolation đã nhận được rất nhiều sự đánh giá tích cực tới từ giới chuyên môn lẫn cộng đồng game thủ. Những điểm tích cực của trò chơi bao gồm gameplay được xây dựng tốt, tập trung chủ yếu vào sinh tồn và cơ chế lén lút, đưa người chơi vào bối cảnh không thể ngột ngạt hơn khi cái chết luôn hiện hữu xung quanh. Đó là còn chưa kể tới sự xuất sắc trong khâu thiết kế âm thanh, thứ đã giúp cho nỗi sợ hãi, sự căng thẳng mà Alien Isolation đem lại được đẩy lên cực độ. Tuy nhiên, điều khiến phần 2 của game sau 7 năm vẫn chưa thấy tăm hơi đâu chính là vì doanh số bán ra không đạt đến mức kỳ vọng của nhà phát hành Sega. Và quay trở lại năm 2015, có thông tin cho rằng Alien Isolation bán được khoảng hơn 2 triệu bản, con số tương đối ấn tượng với một trò chơi kinh dị. Tuy nhiên, với Sega, con số này chưa đủ thuyết phục và bị đánh giá là có sức bán khá yếu, mặc dù báo cáo này giúp tăng doanh thu từ phần mềm của công ty lên 41% trong năm tài chính đó. Đáng buồn hơn, vào năm 2017, nhiều nhân viên cũ tại Creative Assembly, trong đó là không ít những người đã làm nên sự thành công cho Alien Isolation, đều đã ra đi tìm bến đỗ mới. Điều này khiến cho Creative Assembly có muốn làm sống dậy tựa game này thì cũng sẽ mất rất nhiều thời gian và sự mạo hiểm với nhóm nhân sự hoàn toàn mới. Kể cả nếu điều đó có thành sự thật đi chăng nữa thì e rằng cái tựa game lấy đề tài quái vật không gian này rất có thể sẽ không còn chất như xưa nữa. This is your lucky day. Darkwood 2014. Đây là một game thế giới mở kết hợp với những yếu tố của thể loại kinh dị sinh tồn, lấy bối cảnh tại một khu rừng tăm tối bí ẩn, nơi mà được cho là thuộc về vùng lãnh thổ của đất nước Ba Lan hoặc thậm chí là của Liên Xô. Tại đây, người chơi sẽ cần phải làm quen với hệ thống kỹ năng, chế tác cũng như tận dụng hiệu quả cơ chế lén lút và khả năng chiến đấu cá nhân để chống lại nhiều loại kẻ thù vô cùng nguy hiểm, từ đám thây ma khát máu cho đến những loại quái vật khổng lồ có ngoại hình vô cùng kinh khủng.
Tuy nhiên, khác hẳn với lối chơi hành động bắn súng ở góc nhìn thứ 3 của series Resident Evil, lẫn các thương hiệu nổi tiếng mà tôi đã nhắc đến trước đó, Asus Wizard Studio, cha đẻ của Darkwood, đã tận dụng hiệu quả góc quay thẳng từ trên xuống, đây còn gọi là game thuộc thể loại Top Down. Một điều mà rất ít các nhà phát triển game có thể làm được vào gần 10 năm trước đây. Trò chơi bước vào giai đoạn Early Access trên nền tảng Steam vào ngày 24 tháng 7 năm 2014 và thời gian thấm thoát trôi qua, vào ngày 17 tháng 8 năm 2017, phiên bản chính thức của Darkwood cuối cùng cũng đã được đến tay người hâm mộ. Không những thế, để tăng thêm độ khó cho game, Darkwood còn giới thiệu một tính năng khá thú vị, đó chính là chu kỳ ngày, đêm. Và buổi sáng, chúng ta có thể chu du khắp mọi nơi để khám phá thế giới và tìm thêm nhu yếu phẩm, hoặc nếu muốn, ta có thể dành thời gian để sửa chữa, đặt rào chắn xung quanh và nâng cấp nơi ẩn náu. Và khi đêm xuống, game thủ buộc lòng phải ở trong nhà để lên kế hoạch phòng thủ và sống sót cho đến khi mặt trời mọc. Nếu thủ nhà thành công, thì nhân vật của chúng ta sẽ nhận được nhiều điểm tín nhiệm với những tay thương gia, và điều này sẽ giúp cho người chơi có thể mua được những món vũ khí và vật phẩm đắt tiền. Còn trong trường hợp thất bại và bị thây ma giết, các bạn sẽ tỉnh dậy vào sáng sớm ngày hôm sau mà chẳng nhận được thêm bất cứ điểm thưởng gì cả. Dead Space. Nói về thể loại kinh dị sinh tồn góc nhìn thứ 3 như Resident Evil, chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua siêu phẩm Dead Space ra mắt vào năm 2008. Trò chơi được phát triển bởi EA Redwood Shore Studio và được EA cho xuất bản trên các hệ máy PlayStation 3, Xbox 360 và PC. Trò chơi lấy bối cảnh trên một con tàu vũ trụ bị tấn công bởi những con quái vật ngoài hành tinh có hình thù rất đáng sợ và sở hữu khả năng điều khiển xác chết tên là Necromorph. Những sinh vật này đã vô tình được tạo ra khi phi hành đoàn phát hiện được một cổ vật có tên gọi là The Maker. Bằng lối chơi bắn súng sinh tồn góc nhìn thứ 3 kết hợp với những yếu tố thuộc thể loại kinh dị, Dead Space đã rất thành công trong việc khiến cho những game thủ gan dạ nhất cũng phải run sợ trước những pha tấn công ác liệt và khả năng biến hình đẫm máu từ xác chết của đám Necromorph. Và không những thế, trò chơi còn nhanh chóng trở thành một trong những tựa game được ưa chuộng nhất ngay tại thời điểm lúc bấy giờ. Đến với Dead Space, người chơi sẽ điều khiển một kỹ sư tên là Isaac Clarke và anh phải chiến đấu với rất nhiều loại Necromorphs để sinh tồn, cũng như để tìm đủ mọi cách để đến được phòng điều khiển của con tàu vũ trụ. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không hề đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ. Trong những game zombie thông thường, chúng ta chỉ việc bắn vào đầu thây ma là chúng chết ngay lập tức. Còn trong Dead Space, cách duy nhất để tiêu diệt đám Necromorph đó chính là bắn đứt tất cả những chi của chúng. Nhưng mà game thủ cũng phải cực kỳ cẩn thận bởi vì chúng có thể tiến hóa và trở thành một loài khác, mạnh hơn cả biến thể trước đây của chúng. Nghe thôi đã thấy khoai rồi đúng không nào? Thực ra, danh sách các tựa game kinh dị của tôi vẫn còn khá dài, nhưng mà tôi sẽ tạm dừng ở đây để anh em có thời gian ngâm cứu cũng như là thưởng thức những con game ở trên. Và tất nhiên chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phần 2 của danh sách này. Đừng quên bấm like, share nếu anh em thấy thú vị. Và giờ thì chúc anh em chơi game vui vẻ và giữ gìn sức khỏe thật tốt nha. Bye bye!